Chào các bạn, mình là Nguyễn Hoàng Phúc và hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách sử dụng phần mềm Photoshop để tạo được một cái hiệu ứng là ghép chất liệu vào trong cái chủ thể. Và dễ hình dung nhất là khi mà chúng ta ghép hình xăm vào trong body ạ, trong cái thân người á. Rồi, bây giờ bắt đầu ha. Rồi, để bắt đầu thì chúng ta sẽ có cái stock ở đây, lấy cái này hình mình mới tự tự chụp hình lấy từ Google, và ở đây mình sẽ ghép cái hình này, hình cái hình xăm này vào trong cái thân người này. Và cái đấy thì mình sẽ sử dụng cái filter, người ta gọi là filter distort display này, ở trong cái filter nha. Rồi vào distort display, nhưng mà trước tiên là mình sẽ xử lý cái stock này đã, bởi vì mình thấy cái stock này chưa được ấn tượng lắm, nhìn nó còn hơi đèn bà, chưa được mạnh mẽ, và mình sẽ thêm một tí xíu như là thêm gradient map chẳng hạn. Đây mình sẽ sử dụng màu này cho nó rực rực lên tí xíu, để ở chế độ là Soft Light. Rồi, tạm tạm đi. Và mình sẽ chỉ cho nó áp dụng vào cái phần tối thôi, bỏ bớt cái phần sáng đi, chỉ áp dụng vào những cái phần shadow này. Nếu các bạn nào chưa biết thì đây là cái chức năng Blend In, và cái chức năng này giúp chúng ta lọc, gọi là lọc mà Blend In là lọc có điều kiện. Thì nghĩa là đây có hai cái thành này ha, thành This Layer và thành Underlying Layer. Thì thành This Layer á, thì nó sẽ xét cho chúng ta là cái vùng tối, vùng sáng của cái layer đó. Và khi chúng ta kéo những cái thanh này vào, ví dụ như là thanh bên Shadow này, thanh màu đen này, kéo vào tức là chúng ta đang loại bỏ cái phần màu tối đi. Còn kéo thanh màu trắng vào á, thì các bạn thấy cái vùng ngoài này là vùng bị bỏ đi, tức là mình loại bớt cái phần trắng đi. Và để cho nó mượt mà hơn, cho nó có độ chuyển nó đồng đều hơn, thì chúng ta đè phím Atlas và chúng ta kéo đưa vào, thì nó sẽ có độ chuyển đồng đều hơn. Cái Disk Layer đó là chúng ta lọc trực tiếp từ trên cái layer mà chúng ta đang là tạo cái remote, tạo cái layer style. Và cái underlying layer tức là nó so sánh với cái những cái layer ở dưới, và nó tìm những cái vùng tối vùng sáng của layer ở dưới để khử cái layer mà chúng ta đang thao tác. Ok ha. Thì cái bây giờ thì mình sẽ sử dụng cái underlying layer, bởi vì cái gradient map này là một cái layer mới mà mình đang là thao tác ở trên đấy, và cái layer ở dưới là cái hình body này, cho nên là mình sẽ so theo cái ở dưới, mình sẽ kéo vào để cái internet ha. Đã click OK. Đây các bạn thấy nè, nó vào cái vùng này. Rồi tiếp tục cho màu nó đỡ hơn hết, mình sử dụng Channel Mix và tìm coi thằng nào tốt. Green, yeah. Orange, yếu quá. Blue nè. Có vẻ blue đẹp hơn ha. Rồi OK, mình giảm bớt opacity đi chút xíu. Hơi kề. Thôi green đi. Rồi để thấy nè, cái màu nó nhạt bớt đi và tăng contrast nè. Thấy chưa? Rồi tạm ổn. Thêm ít không, mình sẽ tăng cái contrast ở cái vùng sáng lên chút xíu nữa. Cái đặc điểm của cái việc này á, là khi chúng ta làm như vậy á, thì cái layer gốc của chúng ta, những cái chủ thể của chúng ta nó càng có cái sự tương phản mạnh thì máy nó sẽ xử lý càng tốt. Ở đây mình sẽ sử dụng cái blending mode là luminosity để cho nó vào cái contrast thôi. Rồi OK, mình sẽ gom hết lại, chọn hết nha, Ctrl G. Rồi này là xử lý trước này. Thì ở đây chúng ta đã có cái chủ thể và đã có cái độ tương phản rất là ổn, tức là thấy rõ vùng sáng, vùng tối, cái độ chuyển màu nó như thế nào đó. Thì bây giờ
Công việc tiếp theo là chúng ta sẽ tạo cái chất liệu để chúng ta áp vào cái display map. Chúng ta sẽ tạo thêm một lớp black and white và cố gắng chỉnh sao cho nó có cái sự tương phản tốt xíu. Rồi ok, vậy tạo cái tạm ổn ha. Chúng ta sẽ lưu lại, bấm Ctrl Shift S và lưu lại và lưu lại desktop đi, và lưu lại dưới dạng PSD, tức là Photoshop này ha. Đây mình sẽ display viết vậy đúng không ta? Ok, rồi save. Rồi tạm thời bỏ cái này đi. Bây giờ mình sẽ đưa cái hình con hổ này vào. Hình con hổ này để mà chọn, tốt nhất là chúng ta có thể khử bằng cái, rồi chúng ta sẽ làm luôn, khử bằng cái cách mà nãy mình đã nói đó, bằng blending mode. Các bạn click đôi vào đây ha, hoặc là bấm chuột phải chọn blending option. Và ở cái layer style này nè, bây giờ mình sẽ, hồi nãy là mình sử dụng cái underlying layer bởi vì mình so với cái dưới để lọc đi. Còn bây giờ mình sẽ trực tiếp loại bỏ cái vùng màu trắng ở trên cái layer này đi. Thì mình sẽ sử dụng cái this layer, là bỏ cái vùng này đi ha. Chúng ta kéo mạnh về để thấy này, để phím atlas này cho nó cái vùng chuyển nó tốt hơn. Đó. Rồi ok. À, các bạn có thể thấy này, trước và sau này. À, nhanh hơn không? Rất nhanh ha. Cái này khá là ok. Rồi. À, như bình thường á, có nhiều bạn sẽ sử dụng Ctrl T rồi transform rồi được các kiểu. Nhưng mà không cần. Mình sẽ yêu cầu Photoshop nó tự xử lý nhờ vào cái hồi nãy mình đã làm sẵn. Và mình sẽ sử dụng menu filter ha. Vào distort này, display. Và chúng ta sẽ sử dụng cho nó sử dụng như vậy cũng được. Nhưng mà nếu các bạn có muốn chỉnh sửa gì á, thì horizontal là cái hình như là dọc thì phải, vertical. Nói chung là cái hai cái dòng này là hai cái dòng mà nó sẽ bóp ngang và bóp dọc cho nó vừa đủ. Thì tùy cái bức hình, nhưng mà hình ở đây thì tương đối cao, mình sẽ để sẵn là 10 luôn. Click OK và nó sẽ bật lên cho chúng ta một cái cửa sổ yêu cầu cho nó một cái display map, tức là cái hồi nãy mà mình đã làm cái trắng đen á, cái file PSD hồi nãy đó, mình mới lưu đó. Thì chúng ta sẽ chọn cái đó và click Open. Thì tự động Photoshop nó sẽ so với cái đó và nó biết được là ở cái nó sẽ so sánh cái chỗ nào trũng lên hoặc chỗ nào trồi xuống, và nó sẽ làm bóp méo đi cho chúng ta để cho nó cái layer mà mình đang thao tác này nè nó phù hợp và nó theo đúng như là cái độ chuyển ở trên cái người. Thì ở đây sau khi đã mình đã click rồi ha, thì mình có thể chọn history này. À, các bạn có thể thấy là cái sự thay đổi ha, nó sẽ cong theo cái người, cong theo cái độ blend mode, à không, cái gì rồi, cái độ contrast, độ tương phản ngay từ đầu chúng ta làm trên cái bức ảnh gốc đó, bức ảnh trắng đen đó. Thì ở đó nếu như cái bức ảnh có chất lượng càng cao, cái độ contrast, cái độ tương phản nó càng tốt, độ trắng đen nó thể hiện tốt đó, thì nó sẽ cho chúng ta một cái kết quả tốt hơn. Ở đây nó hơi thấp thì nó nhìn nó hơi bể, không sao, đủ để miêu tả thôi. Thì cái cách này các bạn có thể sử dụng để add cái texture này, những cái sử dụng cho các bạn làm về kiến trúc á, thì các bạn có thể sử dụng cái cách này để mà add những cái chất liệu, những cái thảm, mặt thảm lên những cái vật thể của các bạn chẳng hạn. Hoặc là những cái bạn bình thường các bạn muốn add logo vào trong hình, hay là trong cái vật thể nào ở trong hình á, add logo vào nhìn sao cho nó tự nhiên nhất á, thì mình sẽ sử dụng cái chức năng display này, nhớ ha, filter, destroy, display. Và nhớ là trước đó chúng ta phải tạo một cái PSD trắng đen của cái stop đó, thì để cho Photoshop nó duyệt theo cái đó và nó tạo ra một cái displayment map để nó so sánh và nó co bóp cho chúng ta đó. Thì rồi, sau khi làm xong rồi chúng ta sẽ opacity để giảm bớt nó đi tí xíu. Và như bình thường á, thì đa phần những cái hình xăm này nè thì nó sẽ mờ mờ đi ở những cái vùng sáng, nên có thể giảm bớt cái đi. Chúng ta sẽ để phím atlas ha và kéo bớt cái vùng sáng này về.
Lý do tại sao? Bởi vì những cái vùng sáng đó là do ánh sáng ở ngoài nó chiếu vào, nó bị bóng lên. Thì những vùng bóng đó, cái màu sắc trên đó nó phải lợt hơn so với những chỗ shadow, tức là những cái chỗ mà nó đậm màu, những cái bóng đó. Thì bóng đen á, thì nó sẽ đậm màu hơn so với những nơi khu vực bóng trắng. Giảm bớt tí xíu đi là các bạn có thể thấy này, cái độ đậm màu nó khác đi. Thực chất là nó bị tiêu bớt đi rồi. Rồi, click OK. Rồi, đây. À, là sau khi chúng ta đã thêm cái gì rồi hình xăm xong rồi, chúc các bạn một ngày làm việc vui vẻ và cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi cái túi của mình, và mình đang định đầu tư và đẩy mạnh hơn cái việc làm túi của mình. Mỗi tội cái là laptop mình đang bị hư nên có thể nó hơi chậm trễ một chút trong cái khoảng thời gian mình ra túi mới. Nhưng mà luôn luôn cảm ơn các bạn đã ủng hộ và gửi lời cảm ơn tới mình. Mình rất biết ơn những cái điều đó. Và thôi, nhớ like và subscribe nhé. Cảm ơn.